mặt nghĩa cái đó là cái bãi hào mọi người, tại vì nước hôm nay thì nó đang nước ròng á, chứ bình thường thì nước lớn thì nó sẽ qua khỏi cái bãi hào đó, nên bây giờ nước ròng á thì mình chỉ đi lại để mình lụm thôi mọi người. Mọi người coi ở đây á, mình chỉ đi lụm thôi nha, quá trời đây mọi người, đi mình lụm chút xíu thôi là đủ rồi. Nghĩa thì chắc nghĩ lụm khoảng cỡ 2 xô này thôi là mình về mình nướng mình ăn được rồi. Mọi người coi mới bắt chút xíu thôi đó, đã đầy xô giống vậy rồi đó, hào rất là nhiều nha. Bãi hào ở đây thì khá là dễ bắt luôn á, mình chỉ đi lụm thôi à. Như đây thì nghĩ về là nghĩ nướng là dư ăn 2 người rồi đó, nhìn nó bự lắm đó nha mọi người, thịt cho mọi người thấy nhìn rất là đã luôn á. Bây giờ để ăn thử một con này, này nóng mà nè, xin mời mọi người nha. Ồ, quá ngon luôn, thêm con nữa nè, mời mọi người nha. Bỏ cái sốt đó vô á là mình ăn á là nó vừa ăn nè. Mà bắt hồi nãy là đi coi như là tôi nghĩ đi là khoảng cỡ 1 tiếng á là mình mò được khoảng cỡ 2 cái cu lờ lận, thì cái nửa cái cu lờ này là nghĩa nướng ăn thôi.